Tôi ở trên thành phố này trên 20 năm. Thành phố này nằm ở trên đường I-90 đi về Washington DC, đi về bên hướng East. Thành phố này là một thành phố đa số là cư dân retire và cộng đồng người Việt ở đây thì cũng rất là ít, khoảng 2.000. Thưa anh, ở đây thường thường cộng đồng người Việt của chúng ta là hay coi cái đài tiếng Việt thì đài nào anh? Đài TV á? Vâng, theo như tôi biết thì đa số cộng đồng người Việt ở tại tiểu bang này và đặc biệt là thành phố Spokane thích cái đài SBTN của Trúc Hồ. Vậy thì lý do nào mà quý vị đồng hương ở đây người ta thích đài SBTN? Vâng, bởi vì trên danh nghĩa là một người tị nạn thì họ sẽ ủng hộ tất cả những cái chương trình nhằm để mà yểm trợ cho người tị nạn chống lại cái chế độ bạo quyền cộng sản. Chúng tôi ở đây là chúng tôi thích những cái chương trình của Trúc Hồ là bởi vì Trúc Hồ cũng như là đài FCCN là một cái tiếng nói lên cái nguyện vọng của người tị nạn đối đầu với bọn cộng sản. Dạ, chào anh, em là Thùy Ngô, em ở đây cũng 20 năm rồi. Dạ. Dạ có, tại vì thứ nhất là tại vì có mẹ biết tin tức giờ này nọ rồi, tại vì bà không có biết tiếng Anh. Thứ nhì nữa là giúp cho các con của em nó học tiếng Việt, cháu nó ít nhiều nó cũng tiến bộ nhiều hơn sau khi có đài SBTN. Thưa chị, nhà chị có bắt đài truyền hình SBTN không? Dạ có anh. Dạ ai cũng có bắt hết, ở đây ai cũng bắt hết. Thì thành phố này nó cũng là thành phố nhỏ, thì đây nó buồn á thì người ta bắt cho nó có biết cái tin tức rồi Việt Nam của mình á. Về của chương trình của Trúc Hồ về Việt Nam quê hương đồ gì đó, tin tức mình coi biết về tin tức gì Việt Nam đó anh. Với nói thì ở đây là chỉ nói là Trúc Hồ á là làm cho cái cộng đồng Việt Nam thì ở đây họ rất là thích. Dạ, họ coi cái đài FPTN họ rất là thích. Dạ, em tên là Ly Trần, em ở thành phố Spokane. Ồ, nhà em có bắt đài truyền hình SBTN không? Dạ, nhà em có SBTN đã 4 năm rồi nè. Anh thích cái chương trình nào của đài truyền hình SBTN? Dạ, rất là nhiều chương trình của đài SBTN mà gia đình em rất là thích. Victor Toyin Show and chương trình của Trúc Hồ nói về nhân quyền. Dạ, và nhiều chương trình về ca nhạc của người lính. Dạ, chúng em rất là thích. Em nghĩ là những chương trình của SBTN thì những người trong đài đã cố gắng rất là nhiều và đem lại cái món ăn tinh thần cho gia đình của em cũng như là cộng đồng người Việt ở Spokane cũng như là trên toàn 50 tiểu bang. Và em nghĩ là tất cả những chương trình của SBTN gia đình em rất là thích. Phụ nhân chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Phụ nhân sẽ tường trình đầy đủ hơn.